Vâng, em Michael Audio xin được miến chào toàn thể các bác. Đầu tiên thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm cũng như là sử dụng các cái dòng sản phẩm bên cửa hàng. Trong video này thì em xin phép lại được test hai chiếc vang đến từ thương hiệu USA, dòng ETC, model là HC9 các bác nhé. Với dòng HC9 này thì có hai phiên bản này là phiên bản đời cao tụ nhôm mà sử dụng mạch 3.0 cũng như là chạy con chip Intel 100M các bác nhé, cho tốc độ xử lý tốt hơn so với bản thấp. Thì dòng vang này thì được các bác chơi và cảm nhận cũng rất là nhiều rồi. Có bản thấp hơn thì có bản HC8 các bác nhé. HC8 thì bản này là bản cao thì có cả cổng quang. Với bác khách ở Võ Nhai Thái Nguyên này thì trước đây bác cũng đã có mua của bên em với những cái dòng bản thấp hơn. Bây giờ thì bác nâng cấp thêm, nâng cấp lên. Còn chiếc còn lại thì bác cho người em. Thì ở đây thì em có ký hiệu đầu nhạc vào này, nhạc ra. Bác thì chạy bằng âm ly các bác nhé, âm ly, cho nên là bên em sẽ tặng kèm Canon giá AV, Canon giá AV. Còn bác ở quận 12 Hồ Chí Minh này là chạy đẩy thì bên em sẽ tặng Canon giá Canon. Đấy, vang thì bên em sẽ bảo hành 6 tháng các bác nhé. Tất cả bao cài đặt có video hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Bây giờ em sẽ thử tính mic để các bác cùng cảm nhận nhé. Thì với cái bản này thì bản chạy mạch V3 này 3.0 này thì tiếng nó sẽ ra thứ nhất là đầm hơn, cái thứ hai là nét hơn các bác nhé. Đấy, các bác cùng cảm nhận nhé. Echo cũng sẽ mượt hơn rất là nhiều. Một hai. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm chăm chút êm đềm? Sao em nỡ đành quên kỷ niệm đau xót thêm? Các bác nghe tiếng nó lên nó rất là sáng các bạn, tiếng mic lên rất là sáng các bác nhé. Và đặc biệt là echo rất là mượt luôn. Hiện tại thì em đang để phần delay kéo dài một chút, khi alo thì cảm giác nó hơi dài nhưng mà khi nhạc lên ấy thì nghe nó đều và hát cực kỳ là dễ dàng các bác nhé. Và chiếc vang này thì có một cái nữa, đó là cái chức năng, đó là khi các bác hát thường với những dòng vang cơ đấy ạ, thì hay là bị ghền tiếng hát, các bác cảm thấy nặng lên, rất là các bác nào hát nhạc vàng nhé, các bác thích nhạc vàng nhé, thì khi mà lên nó sẽ bị ghền, nó bị nặng, mà các bác lên cái là nó sẽ bị tụt hơi. Nhưng mà với dòng vang này thì xử lý cực kỳ là tốt về cái giải đó các bác nhé. Nếu mà các bác đang sử dụng với những dòng HC9 này thì các bác có thể quan tâm ngay đến cái cổng chỉnh ở đây, thì sẽ có từ mục 25 này, 40 này, 63 này, 100 này và 160. Đó, nếu mà khi mà các bị ghiền, các chỉ cần giảm bớt cái giải 100 này xuống và cái giải 63 này xuống các bác nhé, là tức khắc sẽ nhẹ lên và bớt đi ngay cái giải đó. Cho nên là rất là hay ở chỗ đó các bác nhé. Với nhiều dòng thì em cũng có thử, nhưng mà khi mà mình giảm xuống thì nó sẽ bị cắt cái giải bass đi, cho nên là cũng không thể xử lý được tốt. Với dòng này thì nó lại xử lý được rất là hay, nó không bị cắt nhiều tiếng bass mà nó chỉ bớt cái giải ù. Nhất là các bác giọng thuốc lào thì cắt một cái xuống là dường như là nó thanh lên thì những con gái ngay, rất là hay ở đó. Đây nhá, em sẽ thử lại tiếng mic lần nữa các bác nhé. Adin một hai. Em ơi tình yêu bây giờ nếu không gian dự sao còn một lần tự lý. Đó, echo rất là mượt luôn các bác ạ. Kể cả nhạc em có đang để ở chế độ nén các bác nhá, chế độ nén. Các bác nghe tép lên này. Tăng cái thông số lên cao về cái phần giải nhạc rồi, nhưng mà tép dường như lên cực kỳ là đầm, nó không bị chói mà nó cực kỳ là nét các bạn ạ. Nó nét lời nam lời nữ các bác nhá, tiếng tép lên rất là mịn. Những chiếc này thì em cũng đã cài rồi, hiện tại thì cũng đang 4 giờ chiều rồi, em thì cũng cho anh em đóng và vận chuyển luôn về Võ Nhai Thái Nguyên cũng như là quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và lời cuối cùng thì cũng rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ kênh Michael Audio. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.